Trái này nó dính với nhau hả? Wow, dính với nhau lạ quá. Nghĩa là có hai, có nghĩa là hai cái cuốn ha, hai cái cuốn ha. Đáng lẽ là nó rời ra ha, mà nó dính lại với nhau nè, nè. À, đáng lẽ là khi mà nó mọc á thì nó là hai cái cuốn, mà không biết sao nó không tách ra được mà nó dính lại với nhau. Cái thau nó có cái con gì ta, ô cái này chưa chín, coi bông nè, lúc này nó mọc như vậy, nó không có rớt ra ngoài nữa mà nó mọc ở trong này luôn. Thì mình cũng không có để ý, mình chỉ tưới thôi. Còn buổi chiều thì mình ra mình hái thì mình mới dập ra mình mới thấy coi nè, còn yên nguyên luôn nè, perfect, chín đều luôn, chín đều nè. Cái này thảnh thơi rồi, buổi chiều mát rượi. Phía bên bên kế bên nhà là sân đá banh. Người ta đã bình là ông sợ bẩn, nó cũng đi ra ngoài đi bộ cũng tốt lắm, nhưng mà ngặt bây giờ thời buổi dịch bệnh á, đi ra ngoài á phải mang cái mask, người ta cũng hơi bệnh biến đi. Bình thường mỗi lần không cần mang mask đã làm biến rồi, bây giờ không mang mask cái nữa thật là biến luôn. Đi qua tới cái thùng kế tiếp, thường thường là mình đi mấy chỗ vậy đó, thường là cái thùng kế tiếp này coi sao kiếm ha. Mấy cái lá mà già quá mình bứt bỏ luôn, mình bứt bỏ nó sẽ đi tới sát cái ấy, không sao hết trơn. Thì cứ bứt vậy đó, nó già quá rồi đó. Hồi sáng mình tưới cây mình mới thấy á, là có một cái nhánh dâu nữa nè, nó chấm vô đây nè, nó mọc ở trong cái chậu rồi luôn, nó mắc cười luôn. Không hay luôn đó. Cái này là chắc cây quýt quá, chắc cũng phải lo sang chậu á, lớn ở đây. Thì mình làm vườn á, mình có cái bất ngờ lắm, cây cối tự mọc tự lo. Thì nhiều khi mình ra mình coi á, là mình thấy nó tự mọc, mình thấy vui lắm, mắc cười lắm. Đây là cái giống gì đâu vậy, thò không nhô thịt ngọ ghê. Dập ra thì thấy có chín nè, vui quá ha. Hai ba bữa thì có trái một lần, nhà hết phân rồi, phải đi siêu thị, phải kêu mấy người nhà đi siêu thị á mua cho mình vài hộp phân để mình rải vô. Cái nè, ngon lành luôn. Làm sinh tố chua quá, làm sinh tố chắc thế nào mà cũng chắc mấy người sẽ nói là ui sao uống sinh tố hoài, có nhiều đường phải không, mình cũng không biết. Cũng vì chua lè chua lét mà mấy đứa nhỏ nó không chịu ăn. Mình thấy chỗ nào mà nó tốt nhất thì mình sẽ đi cuối cùng ha. Rồi, ở đây. Ok, tiếp tục. Có thời gian rồi, cho nên nhìn từng trái một. Thật ra cái chậu này á, là mình đổ từ trong cái chậu đi xuống á, cho nên nó hơi chậm phát triển một chút xíu. Ôi, cái này đâu có gì ngon nữa đâu, hư rồi. Chứ nếu hôm trước mình trồng sẵn ở trong đây á, thì có lẽ tốt, nhưng tại vì mình đổ nó ra sao đó.
nó không được tốt. Nó bắt đầu mình đổi, thường thường mình đổi chậu mà sao mà tốt liền được. Nó vậy đó. Khi mình thấy nó ra trái bị ốm quá, đèo đẹp quá đó, cái mình mới nói ừ không được rồi, phải đổ vô đất rồi. Bằng cái đằng bàn tay con gái thì còn khoe, cái bàn tay này bàn tay già rồi đâu có khoe làm chi nữa, nó đâu có đẹp nữa, thành ra không có quay phim được tốt. Cái cà rồi nó bá mấy giờ cái là một tình rừng luôn. Mọi người có trồng được không? Có trồng được cái strawberry chưa? Trời ơi, ok. Cái nè, hiện dài bữa người ta. Cái nè. Rồi, đó. Bữa nay rảnh rỗi mà. À, vừa quay mà vừa ngắm từ từ ha. Ôi ok nè, cái size này cũng good đây. Size là cỡ đó. Cỡ này cũng tốt. Đây là cỏ trồng cái đám rau màu tím liệm, tự nhiên nổi lên mấy cọng trắng trắng của cỏ. Sao mình vướng lên luôn. Mọi người có để ý thấy không? Có để ý thấy là thật sự á, cái ngôn ngữ như khi mình nói chuyện á, mình nói không bao giờ mình nói thành câu, không có để ý thấy không? Mình chỉ cần nói trong một câu, mình chỉ cần nói hai ba chữ là cái người đối diện, người có mà mình nói chuyện á là họ hiểu ý mình liền. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày ít khi nào mà mình nói cái gì mà mình nói nguyên câu lắm, mình chỉ cần nói hai ba chữ á là người kia đã nhảy vô rồi nói tiếp tục rồi. Yeah, cái đó là cái thực tế là như vậy đó. Cái đó hồi đó mình học, mình có biết về cái chuyện đó, ngôn ngữ học á. Chỉ cần mình nói chút xíu là cái người kia hiểu. Có khi người ta hiểu đúng và cũng có khi người ta hiểu sai. Thành ra cái lúc mà mình quay video nè, thường thường mình phải nói nguyên câu, nguyên chữ. Tại vì mình không biết là cái người nghe có hiểu ý mình nói hay không. Cho nên khi mình nói rất là chậm. Bởi vì mình phải nói từng câu vậy đó. Chứ không phải là cái đối thoại qua lại của nhiều người, của hai người, để mà mình được nói chuyện ngắn tắt. Cho nên nói chuyện ở trên video thì thật sự là khó hơn ở ngoài đời nói chuyện nhiều lắm. Ồ, cầu trái này nè. Mọi người thấy lúc này mình trồng chuyên nghiệp quá ha. Cái đó là mình cũng làm bất ngờ luôn á chứ. Hồi nào giờ mình trồng á thì mấy bạn vô trong cái đài của mình, mấy bạn biết rồi. Đâu có khi nào mình trồng dâu mà nó trái bự vậy đâu. Trồng dâu á thì chúng trồng từ lâu lắm rồi, lúc nào cũng thích trồng dâu đó. Và những cây dâu này cái gốc của nó có mình à, hình như mình mới mua lại khoảng chừng 2 năm nay phải, mua giống á. Mùa đông thì nó không mọc phát triển thôi, nhưng mà nó cũng nằm ở đó không có chết. Thì
Chỉ có năm nay là ngạc nhiên nhất nè, cho mình trái nào trái nấy. Khủng khiếp. Ý là nó cũng có hư một mớ, hôm sáng mình ra mình thấy nó hư rồi, nó hư. Bây giờ mình bữa nay là nhất định mình phải kiếm hết mấy cái trái chính đó mình tên vô, mình không có để cho nó hư được, hư hư nữa đâu. Tiếc quá trời à, hư tiếc quá. Bạn có thể là bỏ tiền ra, bạn ra ngoài shop bạn mua. Chứ bạn trồng hả, dầu là một trái mà bị sâu bỏ rồi ăn mà hư á, là bạn ngồi á tí tới tí lùi chắc lưỡi ghê lắm. Thì cục vậy đó nè, đây nè, trời ơi mê luôn á. Sao hả, mê quá à? Tại sao lại lại tốt vậy ta? Thôi giờ để mình nghĩ nha, mình nghĩ có lẽ là mình xài cái loại mà không hột từ nhà bếp đó. Xem mà nó tốt dữ vậy nè. Bạn ơi nè, yeah, nè mấy cái chậu đó, nghe cái chậu rác nhà bếp nè. Thí dụ mình thấy mà không ổn, thí dụ mình thấy có mùi hay là mình thấy có con gì bay vòng vòng nhiều, thì bắt đầu mình mở ra, mình bỏ nó chút xíu đất vô, hay bỏ lá khô vô vậy đó, để nó được sạch đó ha. Nhưng mà phía sau nhà mình cũng rộng, cũng thoáng nha, thoáng cái hơi không khí á, cho nên không có vấn đề gì hết á. Nè đó, bây giờ là sao mình phải trồng vậy, vì mình muốn cho xung quanh này mình trồng hộp cà hoặc là hộp ớt á, để cho nó nuôi cây. Hổ mình rải hộp xung quanh hết, vậy mà phía bên đây lại ít hơn bên đây, rồi mình sẽ ra làm cỏ lại. Và cái cây cải con này nè, nó đang có bông bông xong rồi, nó đang kết trái, thì tiếp tục những cái này trở thành giống để trồng. Và cây nè, mình hôm qua mình chỉ nhổ cỏ được có một bên à, bên kia được một chút á, thấy không? Rồi bên đây thì chưa làm, để mình lo cho mấy cái bụi dâu tây của mình. Trồng mê quá ha, mê quá à. Đây nè, đây nè. Rồi mình chăm sóc nó. Lấy mấy cái cành dơ già này nè, lấy ra. Cho nó coi xanh mướt coi đẹp. Rồi cái này. Bạn nghĩ ha, bạn nghĩ thấy không? Là đáng lẽ nó có cái potential lắm á, có cái sức cũng như là cho nhiều hơn nữa đó. Thì từ từ mình trồng cây là mình thấy vậy đó. Là cái độ mà nó ra trái á, nó có thể ra cho mình nhiều hơn nữa, nhưng vì mình không cho nó phân đầy đủ cho nên nó có chỉ được có nhiều hả. Tức là hôm qua mình ngồi đây mình cầm lên, bây giờ mình cứ ngồi đây mà mình quay hoài đi ha, bởi vì sao cái chậu này nó ra cho mình nhiều quá nó. Mình sẽ nhổ cỏ ngày mai hay hồi chiều nay đi, cố gắng được, có làm được hay không. Trời ơi nó nặng chình chịch luôn á mấy bạn ơi, cầm nó nặng cái tay luôn á, cầu mà giống như mình nghĩ là phải là mấy chục hay là mấy trăm gram á, nặng lắm, nặng thiệt luôn á. Đây nè, thấy không bạn, thấy không? Đây nè, cả chùm luôn nè, nhưng mà điều chính á thì mới chín được có 3 trái nè. Nè ta, cái giống này trời ơi bạn có tin không, mình đâu có bỏ phân gì đâu, không có bỏ phân gì cơ nè, cái chậu nè, thấy cái tóc gì đâu mà tốt gì đâu, không hiểu luôn ta, sao vậy ta. Chỉ có một cái là bên đây là cái thùng cho cái rác nhà bếp, bên đây là cái thùng rác nhà bếp, rồi không để ngay chính giữa này nó hút được cái gì, sao mà nó bự dữ vậy nè. Nó bự vậy thì mình sẽ kiếm cái gì để mình đo vô rồi mấy bạn, để mấy bạn tưởng tượng nó đo kiểu nào cho mấy bạn thấy. Trời ơi nó nặng, chắc đem vô chắc mấy đứa nhỏ nó la lên luôn á, nó hết hồn, nó không tin là mình trồng được vậy luôn á. Hay thiệt luôn nè, hay. Hồi nãy nói, đã giờ nói hoài, xin lỗi nha, không trách nghe cháu.
Nhưng mà thật sự không hiểu luôn đó thôi. Kỳ vậy, sao bự dữ vậy, năm nay không có bỏ phân chứ. Bỏ phân thì mình đâu ngạc nhiên mà đâu có bỏ phân đâu. Cái còn đâu nữa không? Thôi ơi. Đó, bây giờ ha, mình cứ ra bẻ thường xuyên. Vậy đó. Buổi tối á, mình cũng muốn ra đây mình coi cho thử có ốc sên không mà mình không ra được là chỗ này có ôm mà. Hết hồn, con ốc. Ốc sên, here. Đây ghê quá. Làm cỏ sạch bên đây. Chắc sắp tới rồi cũng có trái á, trong mấy cái bụi này á. Đất nhỏ thì ra trái nhỏ nè. Thôi xong, nãy giờ coi nói nhiều quá. Đi làm cỏ chỗ bụi đó. Này, bây giờ để cho mọi người có thể tưởng tượng được là cái trái của mình nó bự tới cỡ nào. Lần sau mình ra đây mình cố gắng mình nhớ mình đem theo cái cân ta, để mình cân thử cái một trái bự như vậy là cỡ bao nhiêu gram. Mình không có đồ để so sánh. Có cái gì để so sánh không? Có đồ gì để so sánh không? Giỏ con sò hả? Giỏ con sò. Nó còn bự hơn con sò nữa nè. Nó còn bự hơn nữa nè. Clam. Nó còn bự hơn nữa hả? À, đây nè. So sánh đi. Trời ơi. Đó, như vậy đó. Quá trời. Muốn coi hoài luôn ha. Cái này là được một ly sinh tố for sure. Là ly sinh tố cho 2 người, 3 người.